Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Bắt được ngươi rồi, nơi mi tâm hắn lóe lên hào quang, một ngọn tam sắc thần phong lập tức bay ra. Thái thúc cảnh dung hít một hơi lạnh, sợ tới mức không nhẹ, trên thần phong kia chớp động lên tam sắc quang mang, mang đến cho người một loại áp lực thật lớn khó có thể địch nổi. Hơn nữa trước kia hắn đã tận mắt thấy đại ca của mình bị thứ này đập một cái liền phấn thân toái cốt nhưng giờ phút này hai vai bị lý vân tiêu giữ chặt lấy hoàn toàn không cách nào nhúc nhít được tiểu xúc xanh đi chết đi thái thúc cảnh dung hét lớn một tiếng đá mạnh tới lý vân tiêu không gian trực tiếp bị đánh ra phanh một tiếng trực tiếp đá tan nửa người trên của lý vân tiêu lúc này mới xoay tròn trường câu một cổ chảm kích chi lực ngưng ra dốc sức chém tới thần sơn kia oanh một cổ cự lực phản chấn trở về ép tới khiến thái thúc cảnh dung lùi lại liền trăm trượng trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo nhưng cũng không bị thương Tam sắc thần sơn trì trệ trên không, phía trên ngưng tụ ra thân hình Lý Vân Tiêu, năm ngón tay lăng không chụp xuống, liền nhiếp ngọn núi kia trên lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Lòng bàn tay hắn hiện giờ một mảnh mông mông chi quang, tản mát ra khí tức trang nghiêm mà nghiêm nghị. Đúng là thần dịch lực, kéo lấy thần sơn tuy rằng cũng cực kỳ cố sức, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể thừa nhận. Trong mắt Thái Thúc Cảnh Dung một mảnh kinh hãi, một kích vừa rồi, tam sắc thần sơn kia mặc dù không có thần uy bá tuyệt như trong tưởng tượng của mình, nhưng cũng nặng đến hàng tỷ cân, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi thái thúc tà đình chính là do khinh địch chủ quan dùng thân thể đi chống lại bởi vậy nên mới vừa chạm vào đã bạo thể mà vong thái thúc cảnh dung nhìn bộ dáng nhẹ nhàng của lý vân tiêu gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm thần sắc trong mắt lộ ra vẻ do dự bắc quyến cổ nam cũng phức tạp nhìn ngọn thần sơn kia tựa hồ có chút ngẩn người chật chật đại nhân không phải muốn thần sơn này sao ta cho ngươi ngươi sao lại trốn chứ lý vân tiêu cười rộ lên hừ thái thúc cảnh dung mặt âm trầm hừ một tiếng trong mắt sắc khí lập lòe đột nhiên ba người đồng thời nhướng mày không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lên trời cao chỉ thấy trên bầu trời vạn dặm tản ra từng đạo gợn sóng lực lượng không gian vặn vẹo có một cổ lực lượng rất mạnh đang xé rách không gian oanh trong gợn sóng kia truyền đến một tiếng vù vù hùng hậu sau đó một mảnh khí tức âm lãnh tản ra mấy đạo nhân ảnh lang không hiền hóa ra tổng cộng 9 người trên người đều tản mát ra khí tức võ đế cao dai trên mặt mỗi người đều là một mảnh âm hàn đứng trước nhất là một gã lão giả gương mặt đen kịt lộ ra hung quang bên cạnh là một bà lão đầu đầy tóc bạc mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhìn qua cực kỳ âm trầm đáng sợ đồng tử lý vân tiêu hơi co lại thầm nghĩ không tốt lại là bọn hắn thái thúc cảnh dung sau khi kinh ngạc nhãn quang chợt hơi đổi lộ ra sắc mặt vui mừng cao giọng nói người đến chính là thiên thương địa phục nhị lão của bắc minh huyền cung sao bà lão mặt mũi tràn đầy nếp nhăn kia ánh mắt chậm rãi lóe lên lạnh lùng nói ba người các ngươi là người phương nào lưỡng giới sơn đã xảy ra chuyện gì những người khác đâu rồi thái thúc cảnh dung vội hỏi Tại hạ là người Thái thúc thế gia, cùng quý phái rất có sâu xa. Lưỡng Giới Sơn đã bị hủy, người còn lại chết cũng đã chết, đi cũng đã đi. Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân của quý phái đã bị tiểu tử này giết chết. Cái gì? Chín người trên bầu trời đều sợ hãi, lộ ra vẻ kinh hãi, sát ý đậm đặc hội tụ nơi hai mắt. Chín đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm quang bắn xuống. Lời ấy thật à? Bà lão hét lớn một tiếng thê lương, trong không khí bị sóng âm kia sông lên, hóa thành đạo đạo uy áp mà xuống, trực tiếp bao trùm lấy ba người thái thúc cảnh dung sợ lý vân tiêu phủ nhận vội vàng nói đây là do tại hạ tận mắt nhìn thấy không chỉ có bắc minh nguyên hải đại nhân mà người bắc minh huyền cung còn lại đều không thoát khỏi độc thủ của người này phương sử rõ ràng là do hắn giết hiện giờ lại đổ hết lên đầu lý vân tiêu so với bắc minh nguyên hải thì phương sử chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật thời gian ngắn chín người này cũng không thể tra rõ ràng được lý vân tiêu thoải mái thừa nhận nói bắc minh nguyên hải lão thất phu đích thật là ta giết người bắc minh huyền cung khác cũng đã giết không ít bất quá trí bảo của lưỡng giới sơn tuần thiên đấu ngưu đã bị vị cảnh dung đại nhân này đoạt được chư vị ngàn vạn đừng để hắn rời đi đấy lý vân tiêu cười ha ha lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thái thúc cảnh dung người bắc minh huyền cung nghe vậy mỗi người sắc mặt âm hàn như nước nhưng nghe đến bảo vật lưỡng giới sơn sắc mặt lập tức biến hóa ánh mắt trực tiếp chuyển rời khỏi người lý vân tiêu thái thúc cảnh dung thầm hô bỏ mẹ không tốt quả nhiên chín ánh mắt thoáng cái đã rơi vào trên người mình chỉ cảm thấy như vác trên lưng toàn thân toát ra mồ hôi lạnh chư vị đại nhân đừng nghe tiểu tử này nói bậy hắn là nổi danh này miệng lưỡi nở hoa người chết cũng bị hắn nói thành sống thái thúc cảnh dung lau mồ hôi lạnh vội vàng giải thích bà lão nhường mày lên lộ ra thần sắc hồ nghi lão già kia lạnh hừ lạnh một tiếng nói ba người đều lưu lại là được thật giả đợi chúng ta tra qua sẽ rõ ràng thôi mà sắc mặt thái thúc cảnh dung thoáng cái trắng bệch thần sắc biến hóa của hắn rơi vào trong mắt thiên thương địa phục đều là lộ ra cười lạnh bên tai lý vân tiêu đột nhiên truyền đến một đạo mật âm nói vân tiêu công tử lập tức tình thế nguy cấp không bằng ta và ngươi liên thủ phá cục đợi sau khi thoát đi lại giải quyết ân oán giữa chúng ta đúng là thái thúc cảnh dung vụng trộm truyền âm hắn như có như không quét qua lý vân tiêu lý vân tiêu cười nhạt một tiếng khóe miệng nhẹ nhếch lên cất cao giọng nói thiên thương địa phục nhị lão vừa rồi người này truyền âm ta nói liên thủ với ta phá cục chạy khỏi nơi này ngươi đệt mẹ sắc mặt thái thúc cảnh dung đại biến đôi mắt như muốn lồi ra thiếu chút nữa đã tức điên mất giận dữ hết lên lý vân tiêu ngươi đáng chết à hừ ngươi chính là lý vân tiêu hai mắt lão giả bắn ra hàn quang. Bà lão cũng sừng sốt một chút, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng ánh mắt rất nhanh đã chuyển đến trên người Thái Thúc Cảnh Dung, âm thanh hung dữ nói, tiểu tử ngươi rất không thành thật đấy. Thái Thúc Cảnh Dung biến sắc, hai ngón tay khép lại, một đạo hoàng phù xuất hiện, phanh một tiếng thiếu đốt, sau đó thân thể chậm rãi biến mất. Hừ, chút tài mọn, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Bà lão cười lạnh một tiếng, cũng điểm xuống một ngón tay, ông một tiếng chiến minh. Một đạo sóng âm hiển hiện trên không trung, thanh âm ông ông khiến cho toàn bộ không gian cũng nhảy lên bong bong không thôi sóng âm kia chấn qua chỗ thái thúc cảnh dung thân thể vốn đã trở nên trong suốt kia thoáng cái lại trở nên rõ ràng thái thúc cảnh dung mặt xám như cho trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng liền bước lên phía trước kho người nói tại hạ nguyện ý giao tuần thiên đấu ngưu cho nhị lão mong rằng tha cho tại hạ một con đường sống thái thúc thế gia và bắc minh thế gia coi như là giao hảo nhiều thế hệ rất có sâu xa tất cả mọi người đều sững sờ tên chết tiệt này thật không biết xấu hổ khả năng nhìn tình thế rất tốt thiên thương địa phục vốn định giết hắn nhưng lúc này lại không tiện xuất thủ lắm lý vân tiêu cười lạnh nói thế lực giao hảo với bắc minh thế ra không có một ngàn cũng có tám trăm thiên thương địa phục nhị lão chính là danh túc của bắc minh huyền cung há lại biết những tiểu môn tiểu phái này chứ đúng cái gì thái thúc thế ra lão thân chưa từng nghe qua trong mặt bà lão hiện lên vẻ châm chọc lạnh lùng nói về phần tuần thiên đấu ngưu kia vốn là vật lưỡng giới sơn mà lưỡng giới sơn trước giờ vẫn là địa bàn của bắc minh huyền cung ngươi coi như là trộm cắp ta bảo vật của huyền cung ta về phần sống hay chết trước phong bế đan điền nguyên lực bản thân sau đó quỳ ở một bên đợi sau khi ta giết chết lý vân tiêu kia lại xử lý ngươi sau các ngươi đáng chết bắc minh huyền cung cho mình vô địch thiên hạ rồi sao thái thúc cảnh dung tức điên rồi tuy rằng hắn có được giãn được nhưng đối phương bảo hắn tự phong đan điền trở thành thịt cá trên thớt sinh tử do người dù là ai cũng không làm được cả huống chi điều kiện quá mức khuất nhục quỳ ở một bên chờ xử lý sợ rằng võ đạo chi tâm sẽ trực tiếp sụp đổ mất ha ha lý vân tiêu nhịn không được cười ha hả nói cảnh dung đại nhân ta cảm thấy điều kiện này rất tốt ngươi có thể cân nhắc đáp ứng dù sao còn có cơ hội sống sót còn về phần ta đã bị xếp vào danh sách tất sát rồi chật chật ngươi so với người giận điên người thật đáng hâm mộ thái thúc cảnh dung mặt âm trầm lạnh giọng nói lý vân tiêu đừng vội nói châm chọc tuy rằng ta không nghĩ ra ngươi lấy đâu ra lực lượng nhưng bình tĩnh tự nhiên như thế tất nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau cùng liên thủ ngăn địch Thẳng thắn thành khẩn, Lý Vân Tiêu lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, "Lời này được nói ra từ miệng ngươi, sao ta lại có một loại cảm giác cổ quái buồn cười thế?" Thái Thúc Cảnh Dung hơi đỏ mặt, nói, "Để tỏ lòng thành ý, ta nguyện hai tay dâng lên Tuần Thiên Đấu Ngưu." Hắn biết rõ mình không còn danh dự gì nữa rồi, cho nên quyết định thật nhanh, lấy ra phong đại, ném qua Lý Vân Tiêu. Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia dị sắc, sau khi tiếp nhận phong đại, Tuần Thiên Đấu Ngưu quả nhiên ở trong đó, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm bội phục Thái Thúc Cảnh Dung người này tuy rằng quỷ kế đa đoan tâm cơ âm trầm làm người lại hèn hạ vô sỉ nhưng làm việc quả quyết không dây dưa dài dòng thấy gió thổi không đúng lập tức liền có thể quay đầu coi như là một phương gian hùng rồi tốt thiên thương địa phục này chỉ cần ngươi có thể vây khốn một người còn lại cứ giao cho ta lý vân tiêu thu hồi phong đại miệng đáp ứng lấy hắn cũng định phóng xuất hết cường giả trong giới thần bi ra để giết địch ngoại trừ bắc quyến cổ nam gia người còn lại trong lòng hắn đều đã phán quyết tử hình thái thúc cảnh dung cũng không ngoại lệ nếu không phải chín người bắc minh huyền cung phá không mà đến thái thúc cảnh dung giờ phút này đã sớm tan thành mây khói rồi thái thúc cảnh dung sững sờ lập tức đại hỷ nói chỉ vây khốn là được sao lý vân tiêu lạnh lùng nói nếu ngươi có bổn sự giết một người thì tự nhiên tốt hơn rồi thái thúc cảnh dung nói vân tiêu công tử quá coi trọng ta tuy rằng thiên thương địa phục danh khí không nhỏ nhưng nếu chỉ vây khốn một người trong một lúc thì tại hạ tự nhận vẫn làm được ha ha vây khốn chúng ta quá khó khăn a à, lão giả kia vẻ mặt cười lạnh sắc khí bắt đầu khởi động. Thái Thúc Cảnh Dung trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói, vừa rồi bổn tọa chỉ là không muốn làm tổn thương hòa khí hai nhà, bởi vậy mới cho các ngươi chút mặt mũi, uyển chuyển cầu hòa, đáng tiếc hai người các ngươi chỉ số thông minh có hạn, thật cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao, ta nhổ vào. Lão giả giận tím mặt, quát, đồ chết tiệt, lão phu xé tan người trước. Thân thể của hắn nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thái Thúc Cảnh Dung, bổ xuống một chưởng. Trưởng Phong hiển hách, bốn phía bỗng chốc bị hàn âm chi khí đông lạnh đến ngưng kết. Cường giả Bắc Minh thế gia vô luận tu luyện loại công pháp nào, cơ hồ đều có quan hệ đến thiên ngoại huyền minh thạch kia, tất cả đều mang theo huyền mờ chi khí rất mạnh, vô cùng âm hàn. Thái thúc cảnh dung cả kinh, vội vàng dựng thẳng trường câu trước người ngăn cản lại. Hắn một ngón tay điểm lên thân câu, dán lên một đạo phù lật, đãng ra gợn sóng, hình thành kết giới phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Phanh, lão giả một trường oanh rơi, trưởng phong trực tiếp ép trên trường câu, lập tức đánh cho kết giới chi lực kia tán loạn toàn bộ thân câu ngưng ra một tầng xương lạnh tiếng xoạt xoạt vang lên trực tiếp cong xuống thái thúc cảnh dung hoảng hốt cũng không biết là do sợ hãi hay là vì hàn âm chi khí nhập vào cơ thể nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run tay trái hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết một đạo phù lật cổ quái bị kẹp giữa hai ngón tay đánh ra ngoài lập tức đạo hóa thành một một hóa hai hai hóa ba ba hóa vô số thoáng cái đầy trời đều là phù lật bay múa như một đạo vòi rồng tầng tầng lớp lớp vô số kể cả người lão giả lập tức lâm vào một mảnh thế giới phù lật hắn trong lúc tức giận liền tăng thêm vài phần lực đạo trên tay âm âm một tiếng trường câu kia đứt đoạn toác ra mấy đạo hào quang lăng lệ ác liệt bắn khắp mọi nơi thái thúc cảnh dung không nháy mắt lấy một cái tựa hồ không chút nhúc nhích một tay phi tốc bấm niệm pháp quyết rốt cục nặn ra một thủ ấn cổ quái thình linh điểm xuống thiên hạc cơ vũ phổ phù lật đầy trời như hồ điệp vỗ cánh thoáng cái dâng lên tiếng ba 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 không ngừng vang lên đều dán ở quanh thân lão giả dưới vô số phù lật điệp ra lập tức hóa thành giống như kén trùng che kín lấy hắn lão quỷ trên bầu trời bà lão kinh quát một tiếng trong mắt lộ ra tức giận và vẻ kinh hãi thân ảnh lóe lên liền vọt xuống dưới thái thúc cảnh dung hiện giờ tay phải bấm niệm pháp quyết tay trái kết ấn điểm tới phía trước từng đạo ấn quyết bay vào trong đó những phù lật kia không ngừng ba 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 xôi trào tùy thời đều có thể bị sốc hết lên thái thúc cảnh dung vừa thấy bà lão ra tay lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán vội hô to lên vân thiếu một đạo kiếm quang lăng không mà đến, sạch qua trên phù lật đầy trời kia. lập tức trên bầu trời lóe lên gợn sóng, thân ảnh bà lão hiện ra, kinh sợ nhìn qua dung nhan tuấn mỹ ở phía xa xa kia. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc quay đầu lại, tinh diệt nơi tay, đã thủ xong kiếm thế, nhưng lại không phải hắn ra tay, thương thế của ngươi tốt rồi. hơi khôi phục một chút, bà lão này rất mạnh, ngươi đi trước đi, ta bọc hậu. Bắc Quyến Cổ Nam sắc mặt bình tĩnh nói, vạn thế ngự kiếm trong tay chớp động lên hàn quang ngăm đen, còn có một tia lục độc chi khí quanh quẩn trên nó quên mình vì người như vậy không tốt lắm đâu không có việc gì hồn lực ta không còn thừa lại bao nhiêu dù sao cũng không sống được bao lâu nữa kéo dài một chút thời gian cho ngươi thong dong rời đi có lẽ không thành vấn đề chật chật phẩm đức này không phản đối nhưng ta sẽ không làm vậy đâu thời đại của ta đã qua đi ta vốn là người đã chết thiên võ giới hiện giờ là thời đại thuộc về ngươi đại ca đã tán thành ngươi ta cũng tán thành ngươi trước khi chết lại phát huy một chút nhiệt lượng thừa rất đáng bắc quyến cổ nam lạnh nhạt nói xong khí tức trên người không ngừng kéo lên vạn thế ngự kiếm trong tay phát ra sướng khúc vui sướng trong mắt thái thúc cảnh dung trợn mắt như muốn nứt nghiêm nghị hét lớn lý vân tiêu làm người phải nói chữ tín nếu ngươi đi chính là tiểu nhân vô sỉ muôn đời ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu toàn thân hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng giờ phút này toàn bộ tâm lực đều dùng để khống chế phù phổ kia nếu thoáng cái thất thủ thì tất nhiên sẽ bị lão giả kia trấn khai tổn thương ngược đến bản thân cho nên hắn hiện giờ đâm lao phải theo lao không dám nhúc nhích một chút nào động lực duy nhất chính là trước khi dầu hết đèn tắt lý vân tiêu thu thập những người còn lại lại cứu hắn đi muốn đi không có cửa đâu bà lão quát to lên giết hai người này sinh tử bất luận bảy tên cao thủ bắc minh thế ra trên bầu trời lập tức khí tức bùng lên như mây đen cuồn cuộn một loại khí thế bành trướng nổ bung chạy như bay xuống lý vân tiêu nói ngươi kéo chân bà lão này một thời gian ngắn ta đi thu thập bảy người này trước lại đến giúp ngươi bắc quyến cổ nam nhướng mày nói ngươi không đi lý vân tiêu cười nhạt một tiếng nói Đi, đương nhiên phải đi. Bất quá trước giết những người đó rồi đi sau. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe lên bạch quang, giới thần bi bay ra. Giới thần bi, Bắc Quyến cổ nam toàn thân đại chấn, thoáng cái liền nghẹn ngào kêu lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi nồng đậm. Khó trách, khó trách đại ca lai tán thành ngươi, thì ra ngươi chính là chủ nhân giới thần bi thế hệ này. Trong mắt Bắc Quyến cổ nam chớp động hào quang, sau thất thần ngắn ngủi, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức không còn hoài nghi nữa, thân ảnh lóe lên liền giơ trường kiếm lên chém tới bà lão kia hừ châu chấu vô tri bà lão tức giận hừ một tiếng vươn tay chảo xuống một cây thiết quải trượng màu vàng lượn vòng trên không trung trực tiếp bị nàng nắm trong tay gõ về phía bắc quyến cổ nam thiết quải màu vàng đánh xuống một đầu thú hồn hung mãnh gào thét mà ra lăng không hóa ảnh dương nanh múa vuốt gào thét lao xuống bắc quyến cổ nam mặt không biểu tình trường kiếm vung lên lập tức chém ra mấy đạo kiếm quang nhao nhao bắn vào trong đầu hung thú kia kiếm ý lao ra nổ bung tạc cho hung hồn hóa ảnh kia đến nát bấy sau đó bắc quyến cổ nam một tay bấm niệm pháp quyết tế vạn thế ngự kiếm ra ngoài quát hóa lập tức trường kiếm lóe lên trên không trung biến thành thi lễ chi vương chấn động hai cánh ông 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 vọt về phía bà lão thái thúc cảnh dung mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem bắc quyến cổ nam xuất thủ khiến hắn nhẹ nhàng thở ra tựa hồ thấy được hy vọng thủ thắng nhưng không biết lực lượng lý vân tiêu hiện giờ có thể áp chế được bảy tên võ đế cao dai kia không nữa hắn lòng tràn đầy hoài nghi nhìn về phía lý vân tiêu trong mắt chợt lần nữa lồi ra thân sắc hoảng hốt cả kinh nói chuyện gì xảy ra chỉ thấy giới thần bi kia ầm ầm bay tới bảy người bảy người đều lộ vẻ mỉa mai lộ ra thần sắc khinh thường nhao nhao ra tay áp chế oanh bảy đạo quang mang liên thủ đánh xuống trên giới thần bi bạch quang đại thịnh đột nhiên một cổ lực lượng mênh mông từ trong đó tuôn ra mãnh liệt đè ép bảy đạo công kích kia trở về ầm ầm bảy người đều bị một cổ cự lực phản chấn phải liên tiếp lui về sau trên không trung vẻ khinh miệt trước kia không còn sót lại chút gì cả tất cả đều lấy làm kinh ngạc chỉ thấy dưới bạch quang dưới thần bi chiếu rọi Hiện ra hai đạo thân ảnh khôi ngô, vẻ mặt đều lộ vẻ hung tàn, vừa nhìn đã biết là ác nhân. "Ngươi, các ngươi là?" Một người trong đó xoa nhẹ hạ con mắt, cho rằng mình đã nhìn nhầm, ngạc nhiên nói, "Các ngươi từ đâu mà đến, là ai?" "Hắc hắc." Ác linh liếm lấy môi dưới, âm hiểm cười nói, "Thần lão đệ, những người này sắp chết đến nơi rồi vẫn còn ngủ gật, cứ để bọn hắn làm quỷ hồ đồ là tốt rồi." Ánh mắt Tân Thần lạnh dần, bất mãn nói, "Vân thiếu sao càng lăn lộn càng áp chế rồi, chỉ mấy con sâu cái kiến cũng cần gọi ta và ngươi ra?" thời gian tu luyện của bổn tọa quý bao nhiêu, ngươi biết không? Ác linh ha ha, cười to nói, dù sao thân thể này của ta là đoạt xá được, muốn lại tiến thêm một bước rất khó, không có gì phải tu luyện cả. Cứ đợi đến khi Vân Thiếu lần nữa tìm cho ta một bộ thân hình cửu tinh đỉnh phong, vậy thì thoải mái rồi. Tân thần hư lạnh một tiếng, nói, đừng nói nhiều nữa, bảy tên cận bã này cho ngươi thu thập, bên kia có một sử phụ thực lực không tệ, cứ giao cho ta. Cũng không đợi ác linh đáp ứng, hắn đã lóe lên, toàn thân kim quang đại thịnh, vọt tới chỗ bà lão sự xuất hiện đột ngột và đối thoại của hai người khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên và ngốc trệ thẳng đến khi hai người động thủ mới nhao nhao kịp phản ứng bà lão nghe đối phương gọi mình là sư phụ tức đến thất khiếu bốc khói ngũ tạng lục phủ đều bốc cháy lên nàng vốn cũng là vì tu luyện hàn âm chi khí có vấn đề khiến dung nhan bị hủy mất mà trong tương giao cùng thế hệ đều là tuyệt đại cường giả mặc ngươi che giấu biến hóa dung mạo thế nào cũng khó có thể tránh được mắt người khác cho nên nàng chỉ đành cam chịu mang bộ mặt xấu xí ra gặp người nhưng chữ xấu cơ hồ chính là nghịch lân của nàng ai dám nói thẳng trước mặt thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão thân muốn giết cả nhà ngươi, nàng vung kim trượng quét ngang trước người, vỗ một trưởng lên đó, lập tức long cong thoáng một phát phá phong ra, tiếng xiềng xích ảo ảo rung động trên trời cao. Nghị đao hồi toàn trảm ở cuối xiềng xích là một thanh loan đao quỷ dị hình bán nguyệt, dưới hàn quang chớp động, một vòng đao mang bắn ra. Tân thần cả kinh, không dám khinh thường, thân thể trực tiếp cuốn trên không trung, chớp động mấy cái, liền tránh được đao khí kia. Vừa ổn định thân thể, lại hoảng sợ phát hiện mình đã rơi vào trong từng vòng xiềng xích thân thể bị một cổ lực lượng khóa lại dầm rầm xích sắt kia như trường xà quét qua trên không trung tràn đầy thanh âm kéo động các loại quy tắc chi lực ẩn hiện trong đó mỗi khi động thoáng một phát tân thần liền cảm thấy thân thể như bị trói buộc thêm một phần bị trói chặt lấy nếu không phải thân thể hắn cường hoành thì sợ rằng đã sớm nổ tung rồi trên người hắn không ngừng lập lòe thể văn kim quang phóng ra ngoài dốc sức liều mạng chống lại lực lượng xiềng xích kia đột nhiên trước người hắn lóe lên hào quang bà lão trực tiếp hóa thân ra trong tay cầm lấy chui loan đao cổ quái kia mặt mũi tràn đầy sắc khí và vẻ oán độc tân thần toàn thân run lên vội vàng nói bà già đạo hạ lưu tình có ân oán gì chúng ta có thể hào hảo nói chuyện im miệng có gì thì nói với đao của lão thân đi trên mặt bà lão hiện lên vẻ dữ tợn trong hai mắt bắn ra sát cơ dơ loan đao lên chém xuống một cái đao khí vòng qua vòng lại trên không trung đồng thời xiềng xích liên quan cũng bị kéo động trói chặt lấy tân thần không thể động đậy một chút nào cả bên ngoài xiềng xích bắc quyến cổ nam biến sắc giơ kiếm chém xuống loảng xoảng kiếm khí chấn lên trên xiềng xích chỉ chấn ra đạo đạo vầng sáng lại không thể tổn thương đến nó được ha ha con sâu cái kiến đao liệm của lão thân chính dùng tinh thần chi thạch tạo thành vạn kim khó làm thương tổn ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên ngoài đi đợi ta giết tên miệng lưỡi không sạch sẽ này rồi liền đến phiên ngươi bà lão vẻ mặt giữ tợn sắc cười như điên bắc quyến cổ nam giờ phút này hồn phách bất ổn lực lượng quá yếu không khỏi nhướng mày trong hai mắt xẹt qua một tia lục mang Hắn tay giơ lên, thất huyễn lục yểm biển ảo bất định trong lòng bàn tay, trên thân vạn thế ngự kiếm cũng lục quang mông mông, chớp động không thôi. Giờ phút này ở trong xiềng xích, tân thần trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, ánh đao quỷ dị kia rơi xuống, trong lòng chợt dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. A, à, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tất cả lực lượng trong chốc lát này đều bạo phát ra, từng đạo phù văn bay ra khỏi thân thể hắn, đây chơi đều là phù ảnh màu vàng, trên khai sinh, hưu thương, đỗ môn phát ra ánh sáng rực rỡ, hợp thành một đường phóng mạnh xuống phía dưới oanh trong cơ thể truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt trên môn thứ sáu bắn ra kim mang lực lượng bành trùng thiên mà ra a a a cả người tân thần thoáng cái bành trướng gương mặt bởi vì thống khổ cực lớn mà lộ ra cực độ vặn vẹo như lực lượng toàn thân trực tiếp bay vọt lên một cấp độ hai tay hắn nắm chặt lại phanh một tiếng liền phá tan xiềng xích hai đấm va mạnh vào nhau trước người lập tức một đạo trận vận màu vàng hình tròn hiển ra trên hai quyền người quái dị đi chết đi cho bổn đại gia thiên quyền chi hùng bá thiên hạ sức mạnh to lớn mênh mông từ trong hai đấm tuôn ra phóng mạnh tới phía trước phành nắm tay màu vàng trực tiếp ngăn đao mang lại lưỡi loan đao quỷ dị kia đặt trên kim mang không cách nào tiến thêm được nữa cái gì bà lão biến sắc hoảng sợ nhìn qua tân thần toàn thân kim quang sán lạn trước mắt một thân thể vân giống như hình xăm vậy khiến cho người hoa hết cả mắt a a a phá cho ta gương mặt tân thần liên tục vặn vẹo vào thời khắc sinh tử hắn đã đột phá môn thứ sáu nhưng căn cơ chưa ổn toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến hai đấm tuy rằng ép tới khiến loan đao kia run rẩy nhưng lại thủy chung không thể chấn khai được trên mặt bà lão một mảnh âm độc trong hai mắt phun ra lửa vừa nhấc tay phải một đạo phù văn đen kịt đã hiển hiện trên lòng bàn tay đang muốn ép vào thân đao phanh đột nhiên bên ngoài xiềng xích truyền đến một tiếng vang thanh thúy khóa sắt đầy trời đột nhiên đứt đoạn chỉ thấy bắc quyến cổ nam chém một kiếm đã trực tiếp chém đứt cái khóa sắt to như chén ăn cơm kia chỗ đứt gãy một mảnh u lục chi sắc khóa sắt đang chậm rãi bị ăn mòn đi à bà lão triệt để ngẩn ngơ lập tức thất thần chết đi người quái dị hai con ngươi tân thần co rụt lại kim quang bắn ra quyền uy trùng thiên phanh một tiếng liền chấn khai loan đao. một cổ quyền minh mông chợt cuốn tới bà lão lúc này mới tỉnh ngộ lại vỗ mạnh xuống một đạo trưởng lực ngang đen ầm ầm kim quyền hắc trưởng cơ hồ cân sức ngang tài chấn khiến hai người đều liên tiếp lui về sau chỉ có điều loan đao xiềng xích vốn là một thể đều bổn mạng huyền khí của bà lão bị đứt gãy không chỉ khiến uy lực giảm mạnh mà càng khiến tâm thần nàng tổn thương nữa dám cắt huyền khí của ta lão thân giết cả nhà ngươi bà lão ôm lấy chỗ đứt gãy lục ban còn đang không ngừng kéo dài lấy nàng dưới sự giận dữ liền giơ tay chém xuống chém vỡ toàn bộ phần sắp bị ăn mòn lửa giận ngút trời loan đao hất lên chém tới bắc quyến cổ nam tân thần thoáng ổn định lại trạng thái hai chân lăng không đạp một cái cả người liền bắn đi như tên nỏ bà lão biến sắc xiềng xích múa lên rầm rầm thân ảnh không ngừng lui về phía sau đồng thời đánh với hai người thêm vào huyền khí bị tổn hại khiến cho nàng trực tiếp rơi xuống hạ phong ác linh ở cách đó không xa bị bảy tên võ đế cao dai vây công đánh đến mình đầy thương tích oa oa kêu to tiếng mắng không ngừng lý vân tiêu thì lại phục dụng không ít thiên tài địa bảo ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trên hư không rốt cục cũng không tĩnh tâm nổi mở hai mắt ra mắng một tiếng phế vật ngu xuẩn sau đó hắn đánh một đạo quyết ấn vào trong giới thần bi lập tức một cổ khí tức hung bạo truyền ra giống một tiếng giống to kinh thiên động địa truyền ra sau đó một mảnh lôi quang tràn ra hội tụ trên đỉnh đầu bảy người hóa thành một đầu hung thú kim quang sáng lạn toàn thân nó chớp động lên lôi điện màu vàng hai mắt quan sát xuống hung tàn nhìn chằm chằm vào bảy người kia toàn thân bảy người đều run lên một cổ cảm giác xấu xông lên đầu khí tức của đầu hung thú này còn trên cả bảy người bọn hắn thái thúc cảnh dung cũng kinh hãi không thôi nhìn dưới thần bi lẳng lặng lơ lửng trên trời cao hào quang trong đôi mắt càng ngày càng nóng bỏng tựa hồ nghĩ tới điều gì đó trong cổ họng một hồi khô khốc phát ra thanh âm xì xào ha ha giúp đỡ đã đến nhanh tới cứu ta ác linh thoáng cái đã nhìn ra hung thú chính là huyền lôi kinh vân hống đã hoàn toàn hấp thu lôi thú tuy rằng bộ dáng biến hóa không lớn nhưng khí thế trên người lại hoàn toàn hơn hẳn lúc xưa lôi điện chi quang lập loài kia càng giống như từng đạo kiếm quang màu vàng chiếu xạ khắp bầu trời bảy người trong lúc cả kinh liên chỉ cảm thấy một cổ uy áp vô biên cuồn cuộn mà đến huyền lôi kinh vân hống quát một tiếng trực tiếp nhổ ra một đạo tia chớp kim sắc phá vỡ hư không oanh a à, một người trong đó không kịp tránh né trực tiếp bị lôi điện đánh trúng có tiếng kêu thảm thiết vò thẳng vào mây xanh khiến đáy lòng mọi người một hồi phát lạnh. Sau khi thanh âm kia ngừng lại, chỉ thấy người nọ toàn thân cháy đen, còn không ngừng bốc khói lên. tuy rằng không chết nhưng cũng đã hấp hối, chậm rãi khép hai mắt lại, trực tiếp rơi xuống khỏi bầu trời. Ha ha! Trong mắt ác linh hiện lên một tia tàn nhẫn, đại phủ lóe lên kim sắc, một đạo phủ quang đuổi theo thân hình cháy đen kia, phanh một tiếng nổ thành thịt nát. A! À, sáu người còn lại sợ tới mức hồn phi phách tán, nguyên một đám tâm kinh đảm hàn, sắc mặt trắng bệch công kích tới ác linh lập tức chậm lại dù sao còn phải lưu một nửa tâm tư để đề phòng đầu hung thú kia nữa Dầm rầm huyền lôi kinh vân hống lại nhả xuống hai đạo lôi điện bổ ra không gian chớp mắt đã đến a à, một người trong đó trong lúc vội vàng né tránh lập tức bị ác linh nắm lấy cơ hội một búa chém thành hai khúc chiến cuộc trên bầu trời thoáng cái lộ ra xu thế nghiêng về một bên bà lão hoàn toàn bị tân thần và bắc quyến cổ nam ngăn chặn mà năm tên võ đế cao dai còn lại cũng giống như củ cải trắng chém một người liền ít đi một người Thái Thúc Cảnh Dung vừa kinh hãi vừa kinh hỉ, nội tâm cũng trầm xuống, chiếu theo thế cục này phát triển, đợi sau khi Lý Vân Tiêu giết sạch người Bắc Minh Huyền Cung thì mình sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Nhưng lúc này phủ phổ phong bế thiên thương, một khi mình rút tay, tất nhiên sẽ bị lực lượng của thiên thương phản chấn, sinh tử khó dò. Hán thoáng cái lâm vào lo nghĩ cực độ, lập tức cảm thấy lực lượng của thiên thương càng ngày càng mạnh, tùy thời đều có thể phá phủ mà ra. Hắn lập tức bí mật truyền âm nói: "Thiên thương đại nhân, ta triệt hồi phù lực thả ngài đi ra, kính xin thu hồi lực lượng." lão giả ở một chỗ trong phù phổ một mực nhắm mắt vận công không ngừng trùng kích lấy phù lật chấn áp tựa hồ không hề biết được chuyện ở ngoại giới nghe được thái thúc cảnh dung nói như vậy lúc này mới chậm rãi mở mắt ra lạnh lùng nói mười tức sau phá phù phổ lấy mạng chó của người một hắn phối hợp đếm lấy liền nhắm hai mắt lại thái thúc cảnh dung hoảng hốt quả nhiên cảm nhận được lực trùng kích càng ngày càng mạnh thật sự mình rất khó chống lại được nữa rồi cuống quýt nói đại nhân lý vân tiêu kia thực lực thông thiên nếu chúng ta tự giết lẫn nhau thì cuối cùng tất nhiên đều sẽ phải rơi vào độc thủ của hắn lão giả vẫn không đổi sắc lực lượng quanh thân đang không ngừng tăng lên gương mặt cũng bị gợn sóng trùng kích khiến nhúc nhích đại nhân người xem xem địa phục đại nhân và bảy tên thủ hạ các ngươi mang đến đều sắp chết rồi cái gì lão giả lúc này mới mở to mắt ra hai mắt vừa nhìn qua lập tức một cổ lửa giận vò thẳng lên ót hét lớn nên chém đám chó chết các ngươi cả ngàn đao ầm ầm hắn đột nhiên nổi điên lập tức liền giải khai phù phổ của thái thúc cảnh dung cả người hóa thành một đạo quang mang vọt mạnh ra. Thái Thúc Cảnh Dung chỉ cảm thấy cự lực đánh lên lồng ngực, ngũ tạng lục phủ đều nghiền nát, phun ra một miệng lớn máu tưới bay ngược ra ngoài. Thân thể còn chưa ổn định đã thấy lão giả kia trong tay dẫn theo song chùy, trợn trừng mắt vọt tới chỗ hắn, một tay nhấc chùy đánh xuống trên đầu hắn. "Vân thiếu cứu ta!" Hắn kinh hô một tiếng, trên người bắn ra mấy đạo quang mang, còn có một kiện chiến y hiển hiện, ầm ầm. Đại trùy của lão giả đánh xuống, tất cả hào quang đều biến mất, chiến y kia cũng răng rắc một tiếng liền hóa thành vô số bột mịn theo gió mà tán trong mắt thái thúc cảnh dung chừng lớn lên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi thịt nát lẫn lộn ngũ tạng lục phủ cũng đều bị nhổ ra ngoài con mắt chừng lớn kia cũng dần mất đi hào quang cả người dần dần trở nên cứng ngắc rơi xuống dưới mặt đất lý vân tiêu ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn thái thúc cảnh dung bỏ mạng lúc này mới rời ánh mắt lên trên người lão giả bởi vì bà lão gặp nạn bảy tên thủ hạ giờ phút này chỉ còn bốn người mỗi người đều trọng thương tùy thời đều có thể bị vẫn lạc nên khiến lão giả dưới tình thế cấp bách bạo phát lên một lần hành động đột phá phù phổ nhưng cũng khiến tâm mạch bản thân bị thương lý vân tiêu ngươi đáng chết lão giả tròn mắt muốn nứt không rõ đối phương vì sao thoáng cái nhiều ra nhiều trợ thủ như vậy hơn nữa mỗi người đều có thực lực không tầm thường lý vân tiêu lạnh lùng nói đáng chết hay không không đến ngươi định nhưng ngươi sắp phải chết rồi muốn giết lão phu ha ha lão giả ngửa mặt lên trời cười như điên giữ tận nói lúc lão phu thành danh ngươi còn không biết ở đâu trong bụng mẹ đấy hắn bắt lấy song chùy thân ảnh lóe lên phía vọt tới đánh mạnh tới đầu lý vân tiêu phanh cái búa nổ bung trên không trung trực tiếp đánh nát bấy tàn ảnh lý vân tiêu lão giả nhướng mày phát hiện tốc độ thân pháp đối phương không chỉ cực nhanh hơn nữa còn cực kỳ quỷ dị mình vậy mà không thể bắt kịp được có giỏi thì đừng trốn lão giả giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xa một đạo quang mang chớp động xuống lý vân tiêu liền hiện ra ha ha lấy mạnh lấn yếu còn không cho ta trốn ngươi có cần mặt mũi nữa không thế Lý Vân Tiêu lạnh lùng mỉa mai, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Hoa wow, a, đáng chết, lão giả lập tức tức đến phát điên, lực lượng minh mông tuôn ra khỏi cơ thể, thoáng cái hóa thành đế khí uy áp vô biên, âm âm chấn trụ lấy không gian chỗ Lý Vân Tiêu, lúc này mới lần nữa giơ búa lên, đánh mạnh xuống dưới. Lông mày Lý Vân Tiêu có chút nhíu lại, tay giơ lên, thần dịch lực tuôn ra trên lòng bàn tay, tam sắc thần sơn hiển hiện, trực tiếp ném ra ngoài. Con người lão giả co rụt lại, cảm nhận được uy áp cực lớn của ngọn núi đập vào mặt, nhưng cũng không quá để ý, Song trùy dương lên đánh tới oanh một cổ kinh lực đánh lên ngọn núi hào quang ba loại nhân sắc bắn ra quanh quẩn xoay tròn trong sơn thể một mảnh chấn động oanh trong sơn thể truyền đến một hồi nổ vang trực tiếp phản chấn lực trùy kia về cái gì lão giả hoảng hốt đồng tử đột nhiên co lại lăng không tránh qua nhưng trong mắt lộ vẻ kinh hãi khó có thể che giấu nhìn qua tam sắc quang mang trì phong kia lý vân tiêu khẽ cho mày trong lòng cũng có chút giật mình dùng sức nặng của ngọn núi này lão giả thiên thương lại có thể dùng lực lượng chống lại một hai hắn vẫy tay một cái liền thu ngọn núi kia về biến mất trong lòng bàn tay lão giả mặt âm trầm lạnh giọng nói đây là huyền khí gì lý vân tiêu nói sớm mai hiểu đạo chiều có thể chết thiên thương đại nhân trước khi chết còn muốn tăng thêm tri thức quả nhiên là phong phạm tiền bối lão giả tức đến nghiến răng nhìn thoáng qua bà lão dần dần sắp không chống đỡ nổi nữa ở xa xa nhịn xuống cảm xúc nói chuyện hôm nay xem như bắc minh huyền cung chúng ta bại bảo thủ hạ của ngươi rừng tay chúng ta sẽ rời đi lý vân tiêu há to mồm ngạc nhiên nói thiên thương đại nhân đang nói chuyện cười sao nếu chúng ta bại thì chỉ có một con đường chết nhị lão ngài bại nhận thua liền muốn chạy đi sao